Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá chê kho tường hộp Một món ăn rất là hào cơm dữ lắm luôn Cá chê quý vị thì thịt nó mềm nè, béo béo nè, rất là giàu chất dinh dưỡng nha quý vị rồi kết hợp vị mặn mặn vị hương thơm đặc trưng của tương hột nè cùng một số gia vị khác nữa nguyên liệu khác nữa tạo nên món cá chê kho tương hột rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn rồi hôm nay mình sử dụng 300 g cá chê nha quý vị mình đã mặn sạch rồi mình đã chần qua nước sôi nha quý vị rồi mình cạo cho nó thật là sạch nhớt rồi mình sẽ cửa lại với muối và rượu nữa để cho nó bán hết cái mùi tanh của cá chê nha quý vị Rồi nguyên liệu không thể thiếu đó là tương hột nè Rồi mình sử dụng khoảng 1 phần 3 keo tương hột thôi Rồi tỏi, hành tím, rồi ăn kèm thì gồm có đậu bắp nè Rồi các nguyên liệu khác thì hành lá, ớt, xả cùng một số gia vị thông thường nữa rồi trước tiên thì mình sẽ cho các hứa cá chê ra cái hao mình cho nửa muỗng canh muối bọt vào rồi rượu trắng đó quý vị thì mình cho một muỗng canh gũ trắng vào rượu trắng thì nhà mình có sẵn luôn cho nên mình sẽ rửa muối với rượu để cho nó bán đi hết mùi tanh và cá nó sẽ rất là thơm nha quý vị đó khi mà mình làm á mình bỏ đi cái phần máu đông nè rồi cái Phần máu ngay chỗ cái xương của cá nè quý vị Mình làm cho thật là sạch nha quý vị Rồi mình rửa lại với nước lạnh cho nó thật là sạch luôn Rồi mình để cho nó ráo nha quý vị Chút xíu mình sẽ ớp các gia vị vào Rồi hành lá Thì cái phần gần gốc á Mình đập cho nó dập dập nè Rồi mình sắt nhỏ nhỏ ra Phần gần gốc này nè quý vị Để nữa mình ớp vào trong cá luôn Còn cái phần gần lá nè thì mình cũng sắt nhỏ ra để khi nào mà cá chê kho tương hột của mình chín thì mình sẽ cho vào để cho nó thơm hơn nha quý vị, ngon hơn. Rồi, các ép tỏi và hành tím thì mình cũng đập cho nó dập dập. Rồi sau đó thì mình cũng băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra luôn. Để nữa mình phi. Ớt thì mình sử dụng ba trái ớt cay nha quý vị. Ớt này thì mình sắt nhỏ nhỏ ra được. rồi cười Để khi nào mà cá chê kho tự hợp mình chính mình cho vào một ít thì mình sẽ ha, ớp vào các uh, à, cá rồi cá thì mình sẽ cho ra dĩa nha quý vị chuẩn bị mình à, cho các gia vị vào mình ớp khâu này cũng rất là quan trọng lắm luôn nè quý vị rồi mình cho một chút xíu muối rồi khoảng 1 phần 3 à, muỗng cà phê bột ngọt 1 phần 3 muỗng cà phê hạt niêm đường cát thì mình cho hai muỗng cà phê đường cát vào. Rồi, khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu xay. Ớt á, thì mình cho một ít vào. Rồi, phần hành lá gần gốc nè, mình cho hết vào luôn. Nước mắm á quý vị, thì mình cho hơn 2 muỗng cà phê nước mắm vào. Rồi, nước màu thì mình cho 3 muỗng cà phê nước màu vào. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị. Mình mà mình ốp sao cho nó vừa ăn hợp với khẩu vị ở nhà mình. Sau khi mà đã ốp rồi á thì mình sẽ đảo đều lên để cho các khứa cá chê của mình á nó sẽ thấm đều và các gia vị. Rồi sau đó mình để tầm cũng khoảng 20 đến 30 phút trước khi mình kho nha quý vị để cho các khứa cá chê nó thấm thật là sâu các gia vị luôn rồi mình kho thì nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. Rồi mình bắt cái chảo lên mình cho cho ăn vào. Khi mà dầu đã nóng lên đó quý vị thì mình cho một ít tỏi và hành tím vào. Rồi bây giờ cái phần xà băm nè, mình cho hết vào luôn. Thì bọc này tương đương cũng khoảng 15g xà băm đó quý vị, mình cho hết vào mình kho tương hột thì phải có sa băm nghe quý vị nó mới thơm và ngon đó mình xào sau một hồi đó nó đã dậy cái mùi thơm của xả nè của tỏi hành tím rồi rồi bây giờ thì mình sẽ cho tương hột vào tương hột thì mình cho cũng khoảng 4 muỗng canh tương hột hơn nghe quý vị tương hột thì nó có cái vị hơi mặn mặn sẵn rồi cho nên khi mà hồi nãy mình ớp cá cái gì thì mình ớp gia vị cũng ít thôi đó, mình đảo đều lên để cho phần tương hợp của mình nó thơm hơn nha quý vị rồi bây giờ mình sẽ cho khoảng một chén nước lọc vào mình có nước dừa thì mình sẽ cho nước dừa vào cũng được nha quý vị rồi bây giờ mình cho một phần ba muỗng cà phê bột ngọt một muỗng cà phê đường cát Về sau đó mình đảo đều lên coi như cái phần à, tương hợp mình sơ chế cũng đã xong rồi đó quý vị nó nó rất là sâu lên như vậy là được rồi mình sẽ nhắc chảo lại xuống nha quý vị rồi mình bắt cái chảo khác lên mình cho xíu dầu ăn vào phần tỏi và hành tím còn lại đó mình cho hết vào luôn để mình phi à, trong lúc phi thì mình đảo à, đều lên rồi bây giờ tỏi và hành tím nó dậy cái mùi thơm lên rồi thì mình sẽ cho các hư cá vào nãy giờ mình ớt thì cũng khoảng 20 phút rồi bây giờ mình cho vào để bắt đầu mình kho nghe quý vị lúc này thì lửa mình để vừa vừa thôi không có lớn quá cũng không có nhỏ quá nghe quý vị để cá chê của mình á nó sẽ ngắm các gia vị từ từ mình kho đến khi nào mà cá nó thật là săn lại thì mình sẽ cho cái phần tương hợp vào nghe quý vị nãy mình đã sơ chế đó đó mình trở về mặt còn lại nè khi một mặt nó cũng đã săn rồi cái màu cá nó lên rất là đẹp luôn sau nãy giờ mình kho đó tầm cũng khoảng bốn năm phút đó thịt rất là săn màu rất là đẹp như vậy là được rồi và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần tương hợp vào đó, nãy mình đã pha chế rồi mình cho hết vào luôn Rồi tiếp tục mình kho nghe quý vị Qua mình kho thêm Cũng khoảng 3 phút rồi Bây giờ mình sẽ trở về lại Mình kho thêm tầm cũng khoảng 3 phút nữa là Món cá kho tượng hợp của mình sẽ chín nghe quý vị Lúc này mình lưỡi lửa, lửa riêu riêu nghe quý vị Rồi sau một hồi thì cá kho tương hợp cũng đã chín rồi Bây giờ mình cho hành đá vào Rồi phần ớt sắt nè quý vị Mình cho vào Cho nó cay, cay cho nó ngon nha quý vị Rồi mình tắt lửa luôn Rồi bây giờ mình bắt cái chảo nước lên Mình cho hơn nửa muỗng cà phê muối bọt vào Một muỗng cà phê dầu ăn vào Rồi mình đảo đều lên Cho muối và dầu ăn với nước á, nó hòa lẫn vào nhau muối thì nó sẽ tan ra hết luôn khi mà đã rất là sâu lên rồi thì mình sẽ cho đậu bắp vào mình luộc thì tầm cũng khoảng ba bốn phút thôi cho trái đậu bắp quý vị nó vừa chín tới là được rồi nghe quý vị thì nó sẽ còn cái độ giòn ăn rất là ngon nó sao một hồi cũng gần 4 phút rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nó vừa chín tới thì đậu bắp nó ngon lắm nghe quý vị, nó có cái độ giòn ngon lắm, mình ăn kèm với cá chê kho tương hợp thì rất tuyệt vời. rồi bây giờ mình quay cận lên nè, cá chê kho tương hợp một món ăn rất là ưa cơm, món này cũng rất là ngon và cũng rất là nổi tiếng ở vùng sông nước miền tây nghe quý vị, thịt cá chê béo lắm ngọt nè, rồi giàu chất dinh dưỡng nữa, rồi tương hợp thì vị hương thơm rất là đặc trưng món này nè mình ăn với cơm trắng nè nó bắp luộc rất là tuyệt vời rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau